Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một phần nội dung khá là thú vị, cùng hỏi và đáp về 10 năm chủ đề giao tiếp thông dụng. Các bạn hãy cùng theo dõi nội dung của bài ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, đó là chủ đề hỏi tên. Hỏi tên thì đây là một phần có thể là dễ đối với những bạn đã học rồi, nhưng sẽ là mới mẻ đối với những người mà chúng ta mới bắt đầu học tiếng Hàn. Trước hết chúng ta sẽ có một câu chào hỏi. 안녕하세요. 안녕하세요. Xin chào. 안녕하세요. 안녕하세요 hoặc 안녕하세요. Xin chào có thể là chào anh, chào cô, chào chị, chào thầy. Tiếp theo, 이름이 무엇입니까? 이름이 무엇입니까? Bạn tên là gì? Anh tên là gì? Chị tên là gì? Trong khi hỏi đối với người Hàn Quốc thì chúng ta có thể lược bỏ chủ ngữ đi. Khi mà chúng ta đều biết đối tượng chúng ta đang nói chuyện rồi thì các bạn có thể lược cái phần đằng trước này chủ ngữ. Các bạn chỉ hỏi là gì nhỉ? 이름이 무엇입니까? Chúng ta có thể hiểu là anh tên là gì ạ? Chị tên là gì ạ? Hoặc bạn tên là gì ạ? 이름 là tên. 무엇, 무엇 mang nghĩa là gì? 입니까? Đây là dạng câu hỏi. Chúng ta sẽ có gốc của nó là từ 이다. 이다 mang nghĩa là. Khi mà ở dạng câu hỏi lịch sự trang trọng, các bạn sử dụng với đuôi 입니까 gắn vào sau gốc của 이다. Như vậy ta sẽ có 입니까 mang nghĩa là gì nhỉ? Là. 무엇입니까 là gì? 이름 tên. Tên là gì? Ở đây các bạn chú ý về cách phát âm. Vị trí받침 là 비읍, theo sau là phụ âm n. Thế thì ở vị trí của bờ này, các bạn cần đọc biến âm thành âm m. Như vậy các bạn sẽ phát âm là 임. 무엇입니까? Nối âm 받침 lên. 이름이 무엇입니까? Bạn tên là gì? Trả lời. 저는 Phương입니다. 저는 Phương입니다. Mình là Phương. 저는 có nghĩa là mình, tớ, em, tôi, một cách xưng hô khiêm tốn. Phương입니다. Nó sẽ có tên của chúng ta và đằng sau sẽ có là 입니다. Ở dạng câu hỏi là thì nó sẽ có là 입니까? Còn ở dạng câu trả lời sẽ là 입니다. Rất đơn giản, các bạn sẽ thay tên của chúng ta. Các bạn có thể là gì nhỉ? 남입니다. Mình là nam hoặc là gì nhỉ? 저는 준영입니다. Tôi là 준영 hoặc là 저는 세린입니다. Mình là 세린. Có thể trả lời tùy thuộc. Như vậy các bạn hãy ghi nhớ về cách hỏi và đáp về tên. Đây là cách hỏi lịch sự. Tiếp theo hỏi về nghề nghiệp. 세린 씨는 회사원입니까? 세린 씨는 회사원입니까? Serin là nhân viên công ty phải không? Serin, Serin 씨 có nghĩa là gì nhỉ? Có thể hiểu là chị Serin hoặc là bạn Serin, anh hoặc là ai đó. Chúng ta dùng từ 씨 này là một từ dùng để hô gọi một cách lịch sự. Serin 씨는 회사원. 회사원 có nghĩa là nhân viên công ty. 입니까 là nhân viên công ty phải không? 네. 회사원입니다. 장춘영 씨는 직업이 무엇입니까? 네, 회사원입니다. 장춘영 씨는 직업이 무엇입니까? Vâng, tôi là nhân viên công ty. Anh 장춘영 làm nghề gì? Ta sẽ có ở đây. 네 là vâng. 회사원 khi mà ở dạng câu hỏi sẽ là 회사원입니까? Là nhân viên công ty phải không? Các bạn nối âm 받침 lên nhé, nối n lên. 회사원입니까? Trả lời nếu mà đúng như thế thì các bạn sẽ xuống giọng bằng cách là thay thế 입니까 bằng 입니다. 네, 회사원입니다. Vâng, tôi là nhân viên công ty. 장준영 씨는 직업이 무엇입니까? Anh 장준영 làm nghề gì? Các bạn hãy ghi nhớ câu này nhé. Đây là một câu hỏi phổ biến, thông dụng để hỏi về nghề nghiệp của ai đó. 직업 có nghĩa là tên, có nghĩa là nghề nghiệp. Nghề nghiệp của bạn là gì sẽ là 무엇입니까? 무엇입니까? Như vậy các bạn có thể thay thế ở đây. Đằng trước của 무엇입니까 có thể là gì nhỉ? Tên này hoặc là nghề nghiệp. Có thể là gì nhỉ? 이름이 무엇입니까? Bạn tên là gì? Hoặc 직업이 무엇입니까? Bạn làm nghề gì? Trả lời. 저는 학생입니다. 저는 학생입니다. 저는 학생입니다. 학생 có nghĩa là
học sinh hoặc chúng ta hiểu là sinh viên. Trong tiếng Hàn thì 대학생 có nghĩa là sinh viên, nhưng trong giao tiếp thực tế người Hàn Quốc thường dùng ấy có thể sử dụng là 학생 đều mang nghĩa là sinh viên hoặc là học sinh. 저는 학생입니다. Tôi là sinh viên hoặc tôi là học sinh. Ở đây ta sẽ có 학생 thì các bạn cần chú ý gấp đôi phụ âm sờ lên. Đó là bởi vì vị trí bắt chim chúng ta sẽ có phụ âm cờ như thế này. Như vậy, qua đây các bạn cần ghi nhớ về cách hỏi nghề nghiệp của ai đó. Nếu như các bạn đã biết và các bạn cần xác nhận lại, các bạn có thể hỏi là gì nhỉ? 회사원입니까? Bạn là nhân viên công ty phải không? Hoặc là gì nhỉ? 학생입니까? Là học sinh phải không? Hoặc là gì nhỉ? 주부입니까? Là nội trợ phải không? Như vậy các bạn thay thế những cái danh từ chỉ nghề nghiệp đứng đằng trước của 입니까? Hoặc các bạn có thể hỏi 직업이 무엇입니까? Đáp lại thì các bạn có thể dùng là 저는, hoặc các bạn có thể lược 저는 đi cũng được. Các bạn chỉ cần trả lời rằng 학생입니다 hoặc 회사원입니다. Tôi là nhân viên công ty, tôi là sinh viên. Như vậy chúng ta sẽ thay cái tên nghề nghiệp của chúng ta đứng đằng trước của 입니다. Tiếp theo vị trí đây đó kia chúng ta sẽ có nội dung như sau. 여기는 어디예요? 여기는 어디예요? Đây là đâu? Ta sẽ có 여기 có nghĩa là đây, đằng đây đấy, ở vị trí này. 여기는 어디예요? 어디 có nghĩa là đâu, 예요 là đây là đâu vậy? 여기는 한국 식당이에요. 여기는 한국 식당이에요. Đây là nhà hàng Hàn Quốc. Chúng ta sẽ có khi mà hỏi với 여기는 어디. 어디 có nghĩa là đâu, thì khi trả lời chúng ta sẽ thay 어디, thay cái từ để hỏi bằng tên của một địa điểm cụ thể. Chúng ta sẽ thay 어디 bằng 한국 식당, bằng Hàn Quốc, nhà hàng Hàn Quốc. Và ở đây bởi vì chúng ta có không thể bỏ 예요 xuống đây được, bởi vì ở đây chúng ta sẽ có 어디 nó kết thúc bằng một nguyên âm y, thì chúng ta sẽ có 예요. Chúng ta sẽ có gốc của nó là y tà nhá. Khi mà chia theo đuôi 요 là đuôi thân và lịch sự, thì chúng ta sẽ có y tà chuyển thành 예요 hoặc là 이에요. Ở đây chúng ta sẽ có 식당 thì nó kết thúc bằng một phụ âm, nên là các bạn sẽ cộng với 이에요. 여기는 한국 식당이에요. Đây là nhà hàng Hàn Quốc. Như vậy khi trả lời các bạn sẽ thay thế cái cụm từ để hỏi là thay thế 어디 bằng tên của một cái địa điểm, 장소. 장소 là địa điểm cụ thể nhá. 저기는 병원이에요. 저기는 병원이에요. Kia là bệnh viện phải không, hoặc là đằng kia, hoặc là chỗ kia là bệnh viện phải không. 저기, 저기 có nghĩa là kia. 병원 là bệnh viện. 병원이에요 là bệnh viện phải không. Chúng ta vẫn có gốc 이에요, gốc của nó là 이다. Nếu các bạn sử dụng với lối nói trang trọng hơn thì chúng ta sẽ có 이다. Ở đây các bạn sử dụng với đuôi 니가 hoặc 니다 sẽ là 저기는 병원입니까? 병원입니까? Có nghĩa là gì nhỉ? Đằng kia là bệnh viện phải không? Nhưng chúng ta sẽ sử dụng với cái đuôi thân mật hơn mà vẫn giữ được sự lịch sự. Chúng ta sử dụng với 이에요. Ở đây 병원 thì nó kết thúc bằng một phụ âm, nên là chúng ta sẽ cộng với 이에요. Và khi phát âm thì các bạn sẽ nối âm lên. 병원이에요. Các bạn chú ý nhé. 아니요, 도서관이에요. 아니요, 도서관이에요. Không là thư viện. 아니요 có nghĩa là không hoặc là không phải. 도서관 có nghĩa là thư viện. Ở đây 이에요 có nghĩa là 거기는 어디예요? 거기는 어디예요? Đó là đâu hoặc là gì nhỉ? Đó là đâu vậy? Đó là đâu? Đó là chỗ nào đấy? 거기 là đó, đằng đó. 어디예요 là đâu? Các bạn có thể sử dụng với 어디입니까 là một cách hỏi lịch sự trang trọng hơn. 입니까? 거기는 어디입니까? Còn không thì các bạn có thể sử dụng với đuôi 요, không sao. 거기는 강의실이에요. 거기는 강의실이에요. Đó là giảng đường. Nó sẽ có 거기는 đằng đó hoặc là phía đó hoặc là đó. 강의실. Các bạn có thể phát âm là 강의실 hoặc 강의실 đều được. Đối với từ 의 này chúng ta, trong trường hợp này chúng ta có thể phát âm hai cách là 의 theo cách viết hoặc là 이 강의실 có nghĩa là phòng giảng đường đấy, giảng đường lớn đấy. 이에요 là đó là giảng đường. Như vậy ở cái phần này chúng ta biết cách hỏi đây đó kia nhá. Đây sẽ là 여기.
Còn kia sẽ là 저기, đó sẽ là 거기. Như vậy các bạn có thể hỏi đây là đâu hoặc là kia là đâu, đó là đâu. Các bạn sử dụng với 어디예요 hoặc 어디입니까? Khi trả lời thì các bạn sẽ thay cái từ 어디 là cái từ để hỏi bằng tên của một địa điểm cụ thể. 한국 식당, nhà hàng Hàn Quốc. Đối với cái từ 한국 식당 này các bạn cũng cần chú ý gấp đôi phụ âm tờ lên. 한국 식당, nhà hàng Hàn Quốc. Hoặc 병원이에요 là bệnh viện, hoặc 도서관이에요 là thư viện, hoặc 강의실이에요, 강의실이에요 là giảng đường. Tiếp theo nội dung thứ tư, cái này, cái đó, cái kia. Vừa rồi chúng ta đã học về vị trí đằng đó, ở đây hoặc là đằng kia. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái này, cái đó, cái kia. 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? Cái này là gì? Hoặc cái này là gì thế? Cái này là gì vậy? 이것. Nó sẽ có 이것 mang nghĩa là cái này. Sở dĩ từ 이 mang nghĩa là này, còn 것 nó mang nghĩa là cái hoặc là điều. 이것 có thể là chúng ta dịch là cái này hoặc là điều này, tùy thuộc. 무엇입니까? 무엇입니까? Có nghĩa là gì nhỉ? Là gì? Đây là một cái hỏi lịch sự trang trọng. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng với đuôi 요, các bạn có thể sử dụng là gì nhỉ? Mua, thay mua bằng giúp gọi là mua. Mua 예요. Và chúng ta sẽ có 이다, các bạn chuyển thành 예요. 이것은 뭐예요? Cái này là gì thế? Trả lời 한국어 책입니다. 한국어 책입니다 là sách tiếng Hàn. 한국어 có nghĩa là tiếng Hàn. 책 có nghĩa là sách. 한국어 책 là sách tiếng Hàn. 입니다 có nghĩa là. Như vậy, khi mà hỏi cái này là cái gì, các bạn sẽ sử dụng với 무엇, 무엇 hoặc là 무엇 mang nghĩa là gì. Các bạn có thể dùng là 무엇입니까 hoặc 무엇이에요. Còn khi trả lời, các bạn sẽ thay cái từ để hỏi thay mua hoặc thay 무엇 bằng tên của một danh từ của một vật cụ thể. Thay 입니까 bằng 입니다. Hoặc các bạn có thể dùng là 한국어 책이에요. Có thể sử dụng với đuôi 예요 hoặc là đuôi 이에요. Trong trường hợp này thì 한국어 책 nếu các bạn muốn sử dụng với đuôi 요, các bạn sẽ sử dụng với 이에요. Gốc của nó là 이다. Khi mà chia theo đuôi 요 mà trường hợp danh từ có phụ âm cuối, các bạn sẽ cộng với 이에요. 한국어 책이에요 là sách tiếng Hàn ạ. Tiếp theo cái đó, 그것은 창문입니까? 그것은 창문입니까? Cái đó là cửa sổ phải không? 그것, cái đó. 창문, 창문 có nghĩa là cửa sổ. 입니까 là cửa sổ phải không? Các bạn muốn sử dụng với đuôi 요 sẽ là gì nhỉ? 그것은 창문이에요. 창문이에요 thay bằng 이에요 như thế này. Đối với cái đuôi 요 ấy thì khi hỏi thì các bạn về hình thức thì các bạn không thay đổi gì cả, trong khi hỏi các bạn chỉ cần thêm dấu hỏi. Khi đáp thì các bạn chỉ cần thêm dấu chấm. Còn đối với cái đuôi 니까 니다 thì nó cần các bạn cần chú ý đó là gì nhỉ? Khi hỏi thì sẽ là 니까, còn khi đáp thì sẽ là 니다. Trả lời 아니요, 문입니다. 아니요, 문입니다. Không là cửa. 문 có nghĩa là cái cửa, có thể hiểu là cái cửa chính ấy, còn 창문 có nghĩa là cửa sổ. 저것은 컴퓨터입니까? 저것은 컴퓨터입니까? Cái kia là máy tính phải không? 저것, 저것 mà nghĩa là cái kia. 컴퓨터 là máy tính. 입니까 là 저것은 컴퓨터입니까? Cái kia là máy tính phải không? 네, 컴퓨터입니다. 네, 컴퓨터입니다. Vâng là máy tính, là máy tính ạ. 네, vâng, dạ. 컴퓨터입니다. Nếu các bạn thấy đúng thì các bạn chỉ bề nguyên cái đáp án và các bạn chỉ thay cái từ 니까 bằng 니다 thôi. Đơn giản đúng không? Như vậy, các bạn có thể hỏi bằng cách là khi mà hỏi với cái này, cái đó, cái kia sẽ dùng với 무엇입니까 hoặc là 무엇이에요. Còn khi đáp thì các bạn sẽ thay có cái danh từ chỉ vật đứng đằng trước của 입니다. Ví dụ là 책입니다 là sách hoặc là gì nhỉ? 문입니다 hoặc 컴퓨터입니다. Tiếp theo hỏi ai đó làm gì ở đâu? 오늘 무엇을 해요? 오늘 무엇을 해요?
Hôm nay em làm gì? Hôm nay anh làm gì? Hôm nay bạn làm gì? Hôm nay mẹ làm gì? 오늘, hôm nay. 무엇 có nghĩa là gì? Vừa rồi chúng ta đã học rồi. 해요, gốc của nó là động từ 하다 mang nghĩa là làm. 하다 mang nghĩa là làm nhá. 무엇을 해요 là làm cái gì? Chúng ta sẽ có ở đây. 을 gắn vào sau danh từ, từ để hỏi. Đằng sau của nó sẽ là một động từ để nhấn mạnh thêm với chủ ngữ. 오늘 무엇을 해요? Hôm nay em làm cái gì? Làm việc gì? Trả lời 친구를 만나요. 친구를 만나요. Em gặp bạn. Ta sẽ có 친구 có nghĩa là bạn. 만나요, động từ 만나다. Khi mà chia theo đôi요 sẽ biến đổi là 만나요. Em gặp bạn ạ. Như vậy khi mà hỏi ai đó làm cái gì thì các bạn dùng với một cụm là 무엇을 해요. Có thể hỏi là gì nhỉ? Em làm gì đấy hoặc là gì nhỉ? Em làm gì vậy? Hoặc là 오늘 무엇을 해요? Hôm nay em làm cái gì? Hoặc chúng ta hiểu là em đang làm gì thế? 무엇을 해요? Em đang làm cái gì thế? Trả lời 친구를 만나요. Em gặp bạn. Các bạn có thể trả lời bằng nhiều những động từ khác. Tiếp theo 어디에서 친구를 만나요? 어디에서 친구를 만나요? Em gặp bạn ở đâu? Ta sẽ có 어디 là đâu, 에서 mang nghĩa là ở. 에서 thì nó mang rất là nhiều nghĩa khác nữa. Ví dụ trong nhiều trường hợp khác nó mang nghĩa là từ. Ví dụ là từ nhà đến trường thì chúng ta cũng có từ 에서 mang nghĩa là từ. Còn trong trường hợp này chúng ta sẽ có 에서 mang nghĩa là ở. Thực hiện một hành động nào đó ở một địa điểm. 친구를 만나요, gặp bạn. 어디에서, ở đâu? Trả lời 공원에서 친구를 만나요. 공원에서 친구를 만나요. Em gặp bạn ở công viên. 공원, 공원 có nghĩa là công viên. 에서 là ở. 친구를 만나요. Như vậy, khi mà hỏi ai đó làm gì, các bạn sẽ sử dụng với 무엇을 해요. Em làm cái gì hoặc em đang làm cái gì. Khi mà trả lời thì các bạn thay thế cái cụm từ để hỏi, thay cả cái cụm từ 무엇을 해요 bằng một cái cụm động từ khác. Còn khi hỏi ai đó làm cái gì, ở đâu, chúng ta sẽ có 어디에서 có nghĩa là ở đâu. Và khi trả lời thì các bạn sẽ thay cái từ 어디, thay cái từ để hỏi bằng tên của một địa điểm cụ thể, sẽ thay bằng 공원 hoặc là gì nhỉ, 학교 hoặc là 집. Ví dụ 학교 có nghĩa là ở trường. 학교에서 친구를 만나요, em gặp bạn ở trường. Hoặc là gì nhỉ, 카페에서 ở quán cà phê, 친구를 만나요, em gặp bạn ở quán cà phê. Tiếp theo khi nào? Khi nào trong tiếng Hàn sẽ là 언제. 언제 등산해요? 언제 등산해요? Khi nào anh đi leo núi? Khi nào anh leo núi? 등산하다, gốc động từ mang nghĩa là leo núi hoặc là đi leo núi. Trả lời 4월 15일에 가요. 4월 15일에 가요. Anh đi vào ngày 15 tháng 4. Chúng ta sẽ có như vậy ở đây. Khi mà hỏi về thời gian khi nào, chúng ta sẽ có 언제, 언제, 등산해요 và sau đó sẽ là một động từ. Tiếp theo khi trả lời về thời gian, các bạn có thể sử dụng là gì nhỉ? 4월 15일. 4월, 4 mang nghĩa là 4, 월 có nghĩa là tháng, 10 có nghĩa là 10, 5 có nghĩa là 5, 15 mang nghĩa là 15, 1 có nghĩa là ngày. 4월 15일에, e ở đây mang nghĩa là vào, vào ngày 15 tháng 4. Trong tiếng Hàn thì nó ngược lại so với tiếng Việt. Tức là trong tiếng Việt thì sẽ là thứ ngày tháng, đúng không? Thứ ngày tháng năm. Nhưng đối với tiếng Hàn thì nó sẽ trình bày những cái lớn lao trước, sau đó là đến những cái nhỏ hơn. Như vậy nó sẽ trình bày năm trước này, ngược lại này, sau đó đến tháng, rồi đến ngày, đến thứ. Như vậy nó sẽ có 4월 tháng 4, 15일 là ngày 15. E, các bạn sẽ thêm E vào sau danh từ, say danh từ chỉ thời gian. Vào ngày 15 tháng 4 thì 가요 thì anh đi. Các bạn có thể sử dụng với 가요 có nghĩa là đi. Và hoặc các bạn có thể bê nguyên cái cụm động từ này, các bạn nói rằng 4월 15일에 등산해요, anh leo núi vào ngày 15 tháng 4. Có thể chọn cách trả lời 가요 này cho nó ngắn gọn cũng được. Tiếp theo hỏi tiếp về thời gian. 4월 15일이 토요일이에요. 4월 15일이 토요일이에요. Ngày 15 tháng 4 là thứ bảy ạ, hoặc là thứ bảy phải không ạ? 토요일 có nghĩa là thứ bảy. 이에요 gốc đây là 이다. 이다 mang nghĩa là. Khi mà hỏi là cái gì đó thì các bạn sẽ có 이다. Các bạn có thể dùng với 입니까,
토요일입니까? Hoặc 토요일이에요? Là thứ bảy phải không? Khi phát âm thì các bạn nhớ nối âm lên nhé. 4월 15일이 토요일이에요. Các bạn chú ý nối âm thì nó sẽ tự nhiên hơn. Còn các bạn không nối âm thì cũng không sai. Người Hàn Quốc nghe vẫn hiểu nhưng nó không được tự nhiên lắm. 아니요, không. 일요일이에요. 일요일이에요 là chủ nhật. 아니요, 일요일이에요. Chúng ta sẽ có 일요일. Các bạn nối bắt chim lên. 일요일 có nghĩa là chủ nhật. 일요일이에요 là chủ nhật cơ. Như vậy chúng ta sẽ có cách hỏi về thời gian. Hỏi về thời gian khi nào thực hiện hành động thì chúng ta sẽ có 언제. Sau đó các bạn có thể thêm một động từ, ví dụ là gì nhỉ? 언제 유학 가요? Khi nào thì đi du học, hoặc là gì nhỉ? 언제 여행 가요? Khi nào thì bạn đi du lịch. Thì các bạn trả lời có thể thêm thứ ngày tháng hoặc là vào thời điểm cụ thể, ví dụ là gì nhỉ? 주말 주말에 가요. Tôi đi vào cuối tuần. Hoặc có thể sử dụng với ngày tháng cụ thể như thế này. Tiếp theo, ai? Hỏi ai là ai? Ta sẽ hỏi ví dụ 누가 방을 먹어요? 누가 방을 먹어요? Ai ăn bánh? 누가 ai? 방 có nghĩa là bánh. 먹어요? Ăn. Ta sẽ có khi mà gắn vào sau danh từ ấy và đi theo sau nó là một động từ chúng ta thường sử dụng với trợ từ 을 hoặc là 를. 누가 빵을 먹어요? Ai ăn bánh? 수진 씨가 빵을 먹어요. 수진 씨가 빵을 먹어요. 수진 ăn ạ. Nó sẽ có ở đây. Khi mà hỏi ai đang làm cái gì, các bạn sẽ sử dụng với 누가. 누가 빵을 먹어요? Đứng đằng viết vị trí đầu câu. 누가 빵을 먹어요? 수진 씨가 빵을 먹어요. 수진 ăn ạ. Tương tự các bạn có thể hỏi bằng rất là nhiều những động từ khác, ví dụ là gì nhỉ? 누가 치마를 입어요? Ai mặc váy hoặc là ai đang mặc váy, có thể trả lời là 수진 씨가 치마를 입어요. 수진 mặc váy. Tiếp theo hỏi về sở thích. Ví dụ hỏi về sở thích, thích loại quả gì? 무슨 과일을 좋아해요? 무슨 과일을 좋아해요? Bạn thích quả gì? 무슨 có nghĩa là gì? 과일 có nghĩa là quả hoặc là hoa quả. 무슨 과일 hoa quả gì? 좋아해요 thích. Bạn thích quả gì hoặc là bạn yêu thích quả gì? Trả lời 사과를 좋아해요. 사과를 좋아해요. Phương 씨는요? Phương 씨는요? Mình thích táo. Phương thì sao? 사과 mà nghĩa là quả táo này. 좋아해요 thích. Phương 씨는요? Có nghĩa là gì nhỉ? Phương thì sao? Khi mà các bạn không muốn hỏi một cách dài dòng, các bạn sẽ nói ngắn gọn là Phương 씨는요? Thông thường các bạn sẽ hỏi một cách đầy đủ là gì nhỉ? 사과를 좋아해요. Phương 씨는 무슨 과일을 좋아해요? Mình thích táo, còn Phương thì thích quả gì? Nhưng mà thay vì nói cả cái cụm dài ở phía trên này này, thì các bạn chỉ cần nói là Phương 씨는 và thêm 요 vào. Chúng ta sẽ có cách hỏi về sở thích, cụ thể là sở thích hoa quả, các bạn sẽ có 과일. 무슨 과일 có nghĩa là gì nhỉ? Thích quả gì? Còn khi mà hỏi về thích động vật thì các bạn sẽ có là gì nhỉ? 무슨 동물? 동물 có nghĩa là động vật, 동물 mang nghĩa là động vật. Còn khi mà hỏi về thể thao ấy, các bạn sẽ có là 무슨 운동. 운동 có nghĩa là môn thể thao đấy, vận động đấy. 무슨 운동을 좋아해요? Như vậy, hoặc là khi hỏi về ngôn ngữ, các bạn có thể hỏi là gì nhỉ? 언어. 언어 có nghĩa là ngôn ngữ. Các bạn có thể dùng là 무슨 언어를 좋아해요? Bạn thích ngôn ngữ nào? Hoặc là 무슨 동물을 좋아해요? Bạn thích động vật nào? Hoặc là 무슨 운동을 좋아해요? Bạn thích cái môn vận động, môn thể thao nào? Và khi trả lời thì các bạn sẽ thay thế cái cụm, cả cụm từ để hỏi thay 무슨 과일, thích quả gì, bằng tên của một cái loại quả cụ thể, hoặc thay cái tên 무슨 동물, cái động vật nào ấy, bằng tên của một cái con vật cụ thể, ví dụ là gì nhỉ? 개를 좋아해요. Mình thích chó, hoặc là gì nhỉ? 강아지를 좋아해요. Mình thích con cún, hoặc là 고양이를 좋아해요. Mình thích mèo. Như vậy, hoặc là khi mà các bạn hỏi bạn thích ngôn ngữ nào ấy, 무슨 언어를 좋아해요? Bạn thích ngôn ngữ nào? Có thể trả lời rằng 한국어를 좋아해요. Mình thích tiếng Hàn.
Như vậy nhá, khi mà học một cái nội dung này, các bạn có thể tự liên tưởng đến rất là nhiều những nội dung khác các bạn có thể áp dụng với cái cấu trúc như thế này. 무슨 ...... cộng với 을 hoặc là 를 좋아해요. Bạn thích cái gì? Phương thì sao? Phương 씨는요? Trả lời 저는 딸기를 좋아해요. 딸기를 좋아해요. Mình thích dâu tây. 딸기, 딸기 có nghĩa là quả dâu tây. Khi mà trả lời các bạn có thể lược bỏ 저는 đi cũng được. Chỉ cần trả lời rằng 딸기를 좋아해요. Mình thích dâu tây. Hoặc là gì nhỉ? 수박을 좋아해요. 수박 có nghĩa là dưa hấu. Mình thích dưa hấu. Hoặc là gì nhỉ? 배를 좋아해요. Mình thích lê. Hoặc là gì nhỉ? 바나나를 좋아해요. Banana có nghĩa là quả chuối. Banana. Như vậy các bạn tùy thuộc các bạn thích gì, các bạn có thể lắp ghép thay thế bằng nhiều những tên của những loại quả khác. Hoặc các bạn có thể hỏi là gì nhỉ? 무슨 음악을, 음악 có thể là 음악 có nghĩa là âm nhạc, 음악. 무슨 음악을 좋아해요? Có thể trả lời rằng 한국 음악을 좋아해요. Mình thích âm nhạc Hàn Quốc, vân vân. Tiếp theo khi hỏi về thời gian mấy giờ? 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? Bây giờ là mấy giờ? 몇 시? Ta sẽ có, đây là một câu hỏi rất là phổ biến, thông dụng. Gần như là cố định chúng ta hỏi về thời gian. 지금 몇 시입니까? Bây giờ là mấy giờ? 몇 mang nghĩa là mấy, 시 có nghĩa là giờ. Các bạn khi mà vị trí phát âm chờ, phụ âm chờ theo sau là phụ âm sờ, thì các bạn sẽ đọc gấp đôi phụ âm sờ lên. 몇 시? 몇 시 là mấy giờ? 입니까? 지금 몇 시입니까? Hoặc các bạn có thể sử dụng với cái đuôi 요 là đuôi thân mật hơn. 몇 시예요? 지금 몇 시예요? 몇 시예요? Trả lời 10 시입니다. 왜요? 10 시입니다. 왜요? 10 giờ. 10 시 chúng ta sẽ có là 10 giờ. 왜요? Sao thế? 10 시입니다. Là 10 giờ. 10. 10 có nghĩa là 10. 시 là giờ. 입니다. 왜요? Sao thế? Hoặc là gì nhỉ? Tại sao thế? Ta sẽ có ở đây khi mà hỏi là 몇 시. Thì khi mà trả lời các bạn sẽ thay thế cái từ để hỏi, thay cái từ 몇 bằng tên, bằng cái số giờ cụ thể các bạn sẽ thay bằ 열. 열 có nghĩa là 10. Và thay 입니까 bằng 입니다. Như vậy đơn giản thôi, thay cái từ để hỏi bằng một cái số giờ cụ thể. Tiếp theo 왜요? Trả lời cho câu hỏi 왜요? Chúng ta sẽ trả lời rằng 11시에 약속이 있습니다. 11시에 약속이 있습니다. Tôi có hẹn lúc 11 giờ. Đây, 열한. Nhiều Hàn Quốc thì phát âm giống là gì nhỉ? 열한. 열한. 열한시에 vào lúc 11 giờ. Han mang nghĩa là 1, 열 mang nghĩa là 10, 열한 là 11. 시 có nghĩa là giờ. E chúng ta sẽ có một cái hành động nào đó, sẽ có cái gì đó vào khoảng thời gian nào đó. Thì chúng ta sẽ có e gắn vào sau thời gian. 11시에 vào lúc 11 giờ thì 약속. 약속 có nghĩa là cuộc hẹn các bạn. Khi phát âm các bạn chú ý gấp đôi phụ âm sờ lên. 약속. 약속이 있습니다. Tôi có cuộc hẹn vào lúc 11 giờ. Tiếp theo, mấy tuổi? Chúng ta sẽ hỏi về tuổi. 몇 살입니까? 몇 살입니까? Đối với từ này cũng thế, các bạn cũng gấp đôi phụ âm sờ lên. 몇 살입니까? Mấy tuổi ạ? Bạn bao nhiêu tuổi hoặc là bạn mấy tuổi ạ? 몇 살입니까? Mấy tuổi ạ? Trả lời 스무 살입니다. 스무 살입니다. 20 tuổi ạ. Chúng ta sẽ có 살 ở đây mang nghĩa là gì nhỉ? Là tuổi và nó là lượng từ, là danh từ đơn vị chỉ tuổi. Chúng ta sẽ có 나이. 나이 trong tiếng Hàn có nghĩa là tuổi, nhưng mà khi nói về tôi 10 tuổi, 20 tuổi, chúng ta sẽ sử dụng với danh từ đơn vị là từ 살. 살 là danh từ đơn vị của từ 나이. 몇 살입니까? Bạn bao nhiêu tuổi hoặc là bạn mấy tuổi? Ở đây sẽ là gì nhỉ? Mấy tuổi hoặc là gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi ạ? Trả lời 스무. 스무 có nghĩa là 20. 살. 스무 살 có nghĩa là gì nhỉ? 20 tuổi. 입니다 là 스무 살입니다. 20 tuổi ạ. Khi mà hỏi sẽ là 몇 살. Khi trả lời các bạn sẽ thay từ 몇 bằng cái số từ cụ thể. 몇 살입니까? Trả lời 스무 살입니다. 20 tuổi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ có hỏi và đáp về vị trí. Lipstick 어디에 있어요? Lipstick 어디에 있어요? Thỏi son ở đâu?
Lipstick mang nghĩa là thỏi son hoặc là son. 어디에 있어요? Có ở đâu? 있어요 mang nghĩa là có. 어디에 có nghĩa là ở đâu. Khi mà hỏi cái gì đó có ở đâu, các bạn sẽ dùng với 어디에 있어요. Đằng trước sẽ là một danh từ. Lipstick 어디에 있어요? Thỏi son ở đâu? Thỏi son có ở đâu? Trả lời. Lipstick 가방 안에 있어요. Lipstick 가방 안에 있어요. Thỏi son có ở trong túi sách. Chúng ta sẽ có 가방 có nghĩa là cái túi sách hoặc là cặp sách. An mang nghĩa là ở trong, mang nghĩa là trong. Đây là một từ chỉ vị trí. E ta sẽ có gắn vào mang nghĩa là gì nhỉ? Có ở trong cái vị trí ở trong túi sách. Chúng ta sẽ có 어디에 là một từ để hỏi. Và khi trả lời các bạn sẽ thay cái cụm từ 어디 bằng một cái vị trí cụ thể. 가방 안 có nghĩa là trong túi sách. E là gì nhỉ? Ở trong túi sách. Từ E này nó mang rất là nhiều nghĩa. Có thể là ở hoặc có thể là vào. Ví dụ là gì nhỉ? 주말에. 주말에 thì nó mang nghĩa là vào chủ nhật. Hoặc là gì nhỉ? 화요일에 mang nghĩa là vào thứ ba. Còn trong trường hợp này khi mà chỉ vị trí thì từ E này nó sẽ mang nghĩa là ở. 가방 안에 있어요. Có ở trong túi sách. Lipstick 가방 안에 있어요. Thỏi son có ở trong túi sách. Tiếp theo, 가방이 어디에 있어요? 가방이 어디에 있어요? Túi sách ở đâu hoặc là túi sách có ở đâu? 가방이 책상 위에 있어요. 가방이 책상 위에 있어요. Túi sách ở trên bàn học hoặc là túi sách có ở trên bàn học. Ta sẽ có ở đây, vẫn tiếp tục cái từ 어디 là từ để hỏi, mang nghĩa là ở đâu, mang nghĩa là đâu. Chúng ta sẽ trả lời thay cái từ 어디 bằng một từ chỉ vị trí cụ thể. 책상 có nghĩa là bàn học, 위 mang nghĩa là trên. 책상 위 mang nghĩa là trên bàn học. 책상 위에 mang nghĩa là ở trên bàn học. 가방이 책상 위에 있어요. Túi sách thì có ở trên bàn học. Các bạn có thể đảo ngược vị trí, các bạn có thể nói rằng 책상 위에 가방이 있어요. Có túi sách ở trên bàn học hoặc là trên bàn học thì có túi sách. Các bạn có thể tráo đổi vị trí mà ý nghĩa của nó không thay đổi nhé. Như vậy khi hỏi về vị trí chúng ta sẽ có một cái cụm đó là gì nhỉ? 어디에 있어요? Có thể hỏi là gì nhỉ? Ở đâu, có ở đâu hoặc là gì nhỉ? 너 어디에 있어요? Em đang ở đâu hoặc là gì nhỉ? 오빠 어디에 있어요? Anh có ở đâu, anh đang ở đâu? Hoặc khi hỏi về đồ vật. Lipstick 어디에 있어요? Thỏi son ở đâu? Hoặc là gì nhỉ? 지갑 어디에 있어요? 지갑 mang nghĩa là cái ví. 지갑 어디에 있어요? Trả lời rằng 가방 안에 있어요. Ở trong túi sách. 지갑 가방 안에 있어요. Ví thì có ở trong túi sách. Hoặc là tiếp theo là nhỉ? 가방이 어디에 있어요? Túi sách ở đâu? Trả lời rằng 가방이 침대 위에 있어요. Túi sách có ở trên giường. Ta sẽ có 침대. 침대 mang nghĩa là giường. 침대 위에 있어요. Có ở trên giường. Như vậy, chúng ta ghi nhớ khi hỏi về vị trí cái gì đó hoặc là ai đó có ở đâu. 어디에 있어요? Có ở đâu. Tiếp theo, khi hỏi và đáp về sở thích 취미. 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? Sở thích của bạn là gì? 취미 là sở thích, 뭐예요 là cái gì? Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng với đuôi 니까 là gì nhỉ? 취미가 무엇입니까? Trả lời, 제 취미는 요리예요. 제 mà nghĩa là gì nhỉ? Của tôi, nó chính là dạng viết gọn của 저의. 저 mà nghĩa là tôi, mình, em. 의 mà nghĩa là của. 저의 thì nó sẽ viết gọn là 제. 저 hoặc là 저의 취미 thì người Hàn Quốc ít dùng như thế mà người ta sẽ rút gọn là 제 취미, sở thích của tôi. 요리, 요리 có nghĩa là cái việc nấu ăn. 예요, sở thích của mình là nấu ăn. 제 취미는 요리예요, sở thích của mình là nấu nướng, nấu ăn. 제 취미는 음악 감상입니다. 제 취미는 음악 감상입니다. Sở thích của tôi là thưởng thức âm nhạc. 음악 감상 có nghĩa là cảm thụ âm nhạc hoặc là thưởng thức âm nhạc. 입니다 là. Giờ sẽ có danh từ đứng đằng trước của 예요 hoặc là đứng đằng trước của 입니다. Như vậy, khi hỏi về sở thích của ai đó, các bạn hãy ghi nhớ.
취미가 뭐예요? 그래서 듣고 말하지. 황. 취미가 무엇입니까? 무엇입니까? Các bạn có thể sử dụng với đuôi 니가 là 취미가 무엇입니까? Trả lời. 제 취미는 요리예요. 황. 제 취미는 요리입니다. Khi mà hỏi, các bạn có thể sử dụng với 무엇이에요 hoặc là 무엇입니까? Khi đáp có thể đáp với đuôi 예요 hoặc là 이에요 hoặc là 입니다 đều được. Có thể trả lời rằng 제 취미는 요리입니다 hoặc 제 취미는 음악 감상이에요. Nếu ở đây chúng ta sẽ có sử dụng với 이에요 nhé. 감상이에요. Tiếp theo khi nói về sở hữu có cái gì đó hoặc là không có cái gì đó. 차가 있어요? 차가 있어요? Bạn có xe không? 차 chúng ta hiểu là xe. Trong trường hợp này chúng ta hiểu xe tức là xe ô tô đấy. Từ 차 nó cũng có mang nghĩa là trà nữa. 차가 있어요 có thể hiểu là bạn có trà không? Cái trà nước uống đấy. Hoặc 차가 있어요 sẽ hiểu là bạn có xe không? Bạn có xe ô tô không? 없어요. 없어요. Không có. Khi mà hỏi cái gì đó có không, các bạn sẽ sử dụng là gì nhỉ? 뭐뭐가 있어요? 차가 있어요? Hoặc là gì nhỉ? 집, 집이 있어요? Thêm trợ từ y hoặc là ca gắn vào sau danh từ. 집 có nghĩa là gì nhỉ? Nhà. 집 있어요? Hoặc đầy đủ hơn sẽ là 집이 있어요? Bạn có nhà không? Hoặc là gì nhỉ? 돈, 돈 mang nghĩa là tiền. 돈 있어요? 돈이 있어요? Bạn có tiền không? Hoặc là gì nhỉ? 시간 있어요? 오늘 시간이 있어요? Hôm nay em có thời gian không? 시간 là thời gian, 있어요 có không? Khi mà hỏi có hay không ấy, chúng ta thường thêm cái tiểu từ trợ từ 이가 gắn vào sau danh từ. 차가 있어요? Bạn có xe không? Hoặc là 시간이 있어요? Em có thời gian không? Trả lời có thể trả lời là 없어요 không có hoặc 있어요 có. 네, 시간이 있어요. Vâng, em có ạ, à, em có thời gian ạ. À. Hoặc 차가 없어요. Em không có xe. Như vậy khi hỏi có cái gì đó các bạn sẽ sử dụng với 뭐뭐 있어요 hoặc trả lời là gì nhỉ? 뭐뭐 없어요 hoặc là 뭐뭐 있어요. Có thể là 차가 없어요. Em không có xe hoặc 네, 차가 있어요. Vâng, em có xe. Ở đây cũng thế, các bạn có thể dùng với đuôi 요 hoặc là đuôi 니가 đều được. 차가 있습니까? Hoặc 차가 있어요. 오늘 시간이 있어요? Hoặc 오늘 시간이 있습니까? Hôm nay có thời gian không? 네, 시간이 있어요. Vâng, em có ạ. À. Hoặc 아니요, 시간이 없어요. Không, em không có thời gian. Tiếp theo hỏi thăm. 안부 mà nghĩa là hỏi thăm. Có thể hỏi là gì nhỉ? 요즘 어떻게 지내요? 요즘 어떻게 지내요? Dạo này em sống thế nào? 요즘 có nghĩa là dạo này. 어떻게 là thế nào? 지내요? Ta sẽ có từ 지내요 mang nghĩa là trải qua hoặc là sống đấy. 요즘 어떻게 지내요? Các bạn chú ý nối âm받침. Vị trí 받침 là phụ âm hờ, theo sau là phụ âm gờ. Hai cái phụ âm này khi đọc nối với nhau các bạn sẽ phát âm giống với âm khờ ấy, bật hơi một chút. 요즘 어떻게 지내요? Trả lời 잘 지내고 있어요. 언니 건강하세요? 잘 지내고 있어요. 언니 건강하세요? Em đang sống rất tốt ạ. À. Chị khỏe không ạ? À? Một câu hỏi rất là thông dụng. 요즘 어떻게 지내요? Dạo này em sống thế nào? 요즘 dạo này. Và khi trả lời thì cũng một câu rất quen thuộc. 잘 지내고 있어요. Có thể trả lời rằng 잘 지내요. Em sống tốt ạ. À. Hoặc nhấn mạnh hơn thì là gì nhỉ? 잘 지내고 있어요. Động từ cộng với 고 있어요. 고 있어요 mang nghĩa là đang, tức là em đang sống tốt. 잘 là một từ thêm vào đằng trước của động từ mang nghĩa là giỏi hoặc là tốt, đang sống rất là tốt. 잘 지내요 hoặc 잘 지내고 있어요. Các bạn có thể trả lời như thế. Và tiếp theo sẽ hỏi thăm ngược lại là gì nhỉ? 언니 건강하세요? Chị có khỏe không ạ? 언니 chị. Các bạn sẽ sử dụng từ 언니 này xưng hô khi mà hai người con gái nói chuyện với nhau. Còn khi các bạn là con trai, các bạn nói chuyện với chị gái hoặc là đối với chị gái ấy, thì các bạn sẽ xưng là 누나. 누나 건강하세요? Chị có khỏe không ạ? 건강하다 mà nghĩa là khỏe, khỏe mạnh. 세요?
ta sẽ có gốc của nó là 시다 thêm vào để thể hiện cái sự tôn trọng, trang trọng hơn. Và từ 시다 thêm gắn vào sau động từ ấy, 건강하시다, khi mà 치세요 sẽ chuyển thành 세요. 건강하세요, chị có khỏe không ạ? 네, 건강해요. 네, 건강해요. Ừ, chị khỏe. Các bạn có thể hỏi ở đây nhá. 잘 지내고 있어요. Các bạn đáp như thế và các bạn có thể hỏi ngược lại là gì nhỉ? 언니, 요즘 어떻게 지내요? Các bạn có thể hỏi ngược lại là chị sống thế nào ạ? Hoặc các bạn có thể hỏi khác đi là 언니, 건강하세요? Chị có khỏe không ạ? Hoặc các bạn cũng có thể hỏi là gì nhỉ? Các bạn có thể đáp, trước tiên các bạn đáp là gì nhỉ? 네, 잘 지내고 있어요. Và các bạn nói tiếp là gì nhỉ? 언니, 잘 지내세요? 언니, 잘 지내세요? Thêm 세요 vào. Chị sống tốt chứ ạ? Các bạn có thể hỏi tương tự như thế đều được. Tiếp theo khi hỏi bao nhiêu? 사과가 얼마예요? 사과가 얼마예요? Táo bao nhiêu ạ? 사과. Táo. 얼마예요? Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu tiền ạ? 한 개 천 원이에요. 한 개 천 원이에요. Một quả 1.000 won. Ta sẽ có 사과 là táo nhá. 얼마예요? Các bạn có thể sử dụng khi mà hỏi về rất là nhiều những cái khác. Ví dụ là gì nhỉ? 옷. 옷 mang nghĩa là quần áo. 옷 có nghĩa là quần áo. Các bạn thêm trợ từ vào. Trợ từ ở đây danh từ có phụ âm nên các bạn sẽ sử dụng với 이. 옷이 얼마예요? Quần áo hoặc là áo thì bao nhiêu ạ? Hoặc là gì nhỉ? 집이 얼마예요? Nhà bao nhiêu ạ? Vân vân.